chào các bạn. Mình đang ở một nơi mà trước đây rất là nổi tiếng gắn liền với Đà Lạt. Còn hiện tại bây giờ thì nơi này đã gần như bị mọi người lãng quên rồi. Đây chính là hồ Than Thở và phía đối diện bên kia là đồi Thông Hai Mộ mọi người. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người dạo một vòng để xem hiện trạng ở khu vực này hiện nay như thế nào nha. Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ Than Thở, người đi sao đành. Hồ Than Thở nằm trên đồi cao giữa một rừng thông tĩnh mịch. Nước mặt hồ luôn phẳng lặng và trầm ngâm như đang xót xa cho câu chuyện tình nơi đây. Chuyện kể rằng vào thế kỷ 18, khi người anh hùng Nguyễn Huệ đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh, trai tráng trong làng đều được kêu gọi tham gia quân đội. Chàng Hoàng Tùng cũng quyết đem sức mình ra để bảo vệ đất nước, đánh đuổi quân xâm lược. Thời gian đằng đẵng trôi qua, chợt một ngày Mai Hương nhận được tin người yêu hy sinh ở chiến trận. Nàng đau lòng rồi gieo mình xuống hồ nước than thở. Nhưng chẳng ai ngờ chàng Hoàng Tùng còn sống và trở về từ chiến trận. Hay tin Mai Hương đã không còn nữa, chàng về bên hồ than khóc và tự vẫn theo nàng. Tất cả đã khép lại trở thành một mối tình thủy chung, son sắt bên hồ than thở. Đồi Thông Hai Mộ là một câu chuyện tình xót xa và có thật. Đó là câu chuyện của cô gái Lê Thị Thảo và chàng trai Vũ Minh Tâm. Minh chứng cho câu chuyện tình đó chính là hai ngôi mộ nằm trên đồi Thông 60 năm qua. Chuyện kể rằng cậu sinh viên Vũ Minh Tâm học tại trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, nay là Học viện Lục quân Đà Lạt. Anh đem lòng thương một thiếu nữ người địa phương tên là Lê Thị Thảo, giáo viên dạy văn trường Bùi Thị Xuân. Mỗi ngày từ bãi tập về, Tâm thường ghé qua một ngôi nhà cạnh hồ than thở và đặt một lá thư tình dưới mái nhà tranh. Chiều đi dạy về, cô Thảo cũng đến ngôi nhà bên bờ hồ để đọc thư chàng gửi và để gửi lại một lá thư cho chàng. Thời gian trôi qua, tình cảm của cả hai càng thêm thắm thiết. Tâm và Thảo đã ước hẹn nên duyên vợ chồng, chờ ngày anh ra trường sẽ làm lễ cưới. Thế nhưng, vì hoàn cảnh của Thảo khá khó khăn, cô vốn là trẻ mồ côi được các sơ nhà thờ nuôi dạy từ nhỏ. Còn Tâm lại là con trai độc nhất của một gia đình điền chủ giàu có ở Vĩnh Long. Chính vì sự chênh lệch về giai cấp, nên khi gia đình anh Tâm biết được chuyện của hai người, liền ra sức ngăn cấm. Ngày anh Tâm tốt nghiệp, gia đình bắt anh phải về quê cưới một người con gái giàu sang mà họ đã chọn sẵn. Vì giữ tròn chữ hiếu, anh Tâm đành rời xa cô Thảo. Khi biết tin anh Tâm đã có gia đình, cô Thảo như rơi vào tuyệt vọng. Và rồi một buổi chiều tháng 3 năm 1956,
cô đã gieo mình xuống hồ than thở để kết thúc cuộc đời. Trước khi tự tử, cô Thảo đã xé tà áo dài trắng, viết lên hai câu thơ để lại trên bờ hồ. Tà áo trắng nay tình ta đã hết, chút tình này xin trả lại cho nhau. Đồng thời cô cũng để lại một bức thư nhờ người đời nếu ai vớt được xác của cô thì hãy chôn ở đồi thông bên cạnh hồ than thở, nơi ngày xưa hai người từng hẹn hò để cô được ở cạnh những ký ức của mình. Vài tháng sau đó, anh Tâm quay trở lại Đà Lạt thì hay tin người mình yêu đã chết. Chàng trai ra mộ nàng gần hồ than thở, than khóc một hồi lâu rồi quyết định viết đơn nhập ngũ. Trong một lần lâm trận, chàng đã bị thương rất nặng không thể cứu chữa được. Trước khi mất, anh nhờ bạn bè đưa thi thể về Đà Lạt chôn cạnh mộ của cô Thảo và làm cho hai người một tấm bia chung. Viết lên đó những dòng thơ trong cuốn nhật ký của anh để trọn tình nghĩa với người anh yêu. Nước biếc non xanh dù biến đổi, mối tình chung thủy Thảo trong tâm. Chiều chưa xuống mà nắng vàng vội tắt, đêm chưa về mà cỏ đã đẫm sương. Kẻ núi rừng ngấn lệ tiếc thương, cho mối tình ngang trái của đôi uyên ương không thành. Sau năm 1975, cha mẹ Tâm đã cho bốc mộ anh đưa về quê. Do hai người đã tuổi cao sức yếu, không thể thường xuyên lên thăm mộ con. Dù hài cốt Tâm đã được dời đi, nhưng cảm thương mối tình chung thủy, gia đình Thảo vẫn để ngôi mộ đôi như hiện nay.